em đó hả? Có thơm không em? Dạ. Em xòe tay ra đi. Em bỏ dưới gối nằm cho thơm nha. Thơm quá à. Anh hái ở đâu vậy? Anh ra giường đợi em nha. Em có ngửi thấy mùi ngọc lan thơm ngát không? Dạ có. Với anh, không có mùi hương nào thơm bằng mùi hương tỏa ra từ em. Cho anh mượn. Em hiện ra như một thiên thần. Anh nói quá à. Em chỉ là người bình thường thôi. Sao giống sánh với thiên thần? Anh không dám mơ có một ngày được cô tiểu thư cành vàng lá ngọc như em để ý. Anh à, em đã rung động từ lúc phát hiện ra có một ánh mắt nhìn lén em mỗi ngày. À, tới đâu nữa? Dạ, ông bà chủ. Quá lắm rồi, quá lắm rồi. Mama. Mày đâu? Qua đây. Dạ, lôi nó vô nhà lớn cho tao. Mama. Lôi nó vô trong cho tao. Dạ. Từ đây mày. Ông bà chủ à. Vô. Ma, mama. Con. Đi vô đây đi má. Vô. Đừng mà, đi. Mama, thả con ra, mama. Cậu nghĩ cậu lại mà dám đèo bồng với cô gái nhà này, hả? Cái chuyện này tôi nghi lâu lắm rồi. Mama. Nhìn thấy cái ánh mắt tụi nó nhìn nhau là tôi biết ngay mà. Dạ con xin ông bà, ông bà hiểu cho tụi con thương nhau thiệt lòng. Câm miệng. Nghĩa mà đeo chân hạt hả? Cậu nghĩ cậu lại, cậu chỉ là một thằng mồ côi, mơ bất không nhà không cửa. Vào đây, cậu chỉ là một thằng làm công mà dám mơ lớn vậy sao? Bà, mama, con xin hai người làm ơn chấp nhận tình yêu của tụi con đi mà. Con câm miệng lại đi. Con nói vậy mà con không biết xấu hổ hả? Đứa con gái được sinh ra trong một gia đình quý tộc như vậy đó mà dám đi yêu đương nhăng nhít với người ăn kẻ ở trong nhà. Con có biết là con đáng làm nhục cái nhà này không vậy? Không có nói nhiều, lôi vô trong, đóng cửa phòng, canh chừng cẩn thận. Được mà, mama. Đi cô chủ ơi, đi vô. Anh Trung, anh Trung. Một lát. Anh Trung ơi. Cuốn đồ, lập tức rời khỏi đây ngay. Cấm, không được bén mảng tới đây nghe chưa? Dạ con xin ông, dù làm trâu làm chó cho ông con cũng chịu. Chỉ cần ông bà cho con ở lại đây thôi. Con xin ông bà cho con ở lại đây đi mà. Hả? Tôi nuôi con gái tôi lớn khôn lên, không phải để gả cho một kẻ nghèo kiết xác như cậu. Cậu đi ra khỏi nhà tôi ngay. Lôi nó ra ngoài. Dạ. Con lại ông đi. Bà, con lại ông bà cho con ở lại đây đi. Con lại ông bà. Ông bà ơi, cho con ở lại đi mà. Con lại ông bà. Đúng là nuôi ông tay áo mà. Thưa bà. Cháu nó sao rồi bác sĩ? Cô ấy chỉ sốt nhẹ thôi. Bà nhớ cho cô ấy uống thuốc đúng giờ. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Anh Trung. Thưa bà, tôi xin phép. Anh Trung. Con à. Con. Con sao rồi bà? Nó đỡ hơn chưa? Nó vẫn sốt ly bì. Anh Trung. Không chịu ăn uống gì hết. Sao mà khổ vậy con? Yêu ai không yêu, yêu một thằng mồ côi làm cái gì không biết nữa. Tâm bệnh là như vậy, không biết khi nào nó mới hồi phục nữa. Thôi, thôi được rồi bà. Đi ra cho con nó nghỉ ngơi. Thank you.
Lục Lan, Lục Lan, anh nè, anh Trung, anh Trung, sao anh vô đây được vậy? Anh trèo tường vào, anh đưa em phát điên lên được. Em cũng vậy, em không thể nào sống thiếu anh. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Lục Lan, em có dám bỏ trốn cùng anh không? Được, em đi với anh. Anh không có gì ngoài tình yêu mãnh liệt dành cho em. Anh yêu em và tôn thờ em đến hết cuộc đời này. Chúng ta hãy đi cùng nhau. Em chịu không em? Em chịu. Anh chờ em nha. Anh chờ em nha. Anh chờ. Làm. Nắng nôi mà ra đây làm gì? Em không sao mà. Anh đã nói với em rồi, mấy chuyện nặng nhọc này để cho anh làm. Em làm gì quen mấy cái chuyện tay chân như vậy? Có sao đâu, tập riết cũng quen mà. Không có được đâu nha. Em là một cô tiểu thư. Vì anh, em đã đánh mất đi cuộc sống quý tộc cao sang. Giờ sao anh có thể để em làm những việc nặng nhọc như vậy? Anh yêu em nhiều vậy sao? Em là nữ hoàng của anh. Cả đời này anh nguyện làm tất cả mọi thứ vì em. Anh hứa sẽ mang đến cho em hạnh phúc. Em đã từ bỏ gia đình, từ bỏ cuộc sống giàu sang để đi theo anh. Bây giờ em thấy em chọn rất là đúng. Anh yêu em, anh sẽ làm cực lực để bù đắp cho em. Đi với anh. Anh có cái này cho em. Cái gì vậy anh? Coi anh mua cái gì vậy cho em nè. À, trà táo đỏ. Anh biết em rất thích uống loại trà này. Lúc ở nhà thấy mẹ pha cho em uống hoài à. Nhưng mà trà này mắc lắm. Tiền đâu mà anh mua vậy? Không sao đâu, chỉ cần em thích, cho dù anh có nhìn ăn nhìn uống, anh cũng sẽ mua về cho em. Em đừng có lo. Anh đừng có chiều em như vậy. Mình còn rất nhiều thứ cần phải chi tiền. Thank you.
Chờ anh xíu nha. Nhanh lên ông, vợ tôi đang chờ kìa. Em bị sao vậy? Em không sao. Có thiệt là không sao không? Anh cất cái dĩa cá đi. Tự nhiên em bị thấy mắt ói quá. Em uống miếng nước đi. Cả tuần rồi cứ nghe mùi cá lại mắc ói à. Có khi nào em bị ốm nghén không? Ốm nghén? Nghĩa là tụi mình sắp có con á hả? Vậy là anh sắp được làm cha rồi. Trời ơi. Anh vui quá Ngọc Lan ơi. Anh vui quá, anh hạnh phúc quá. Em đừng có lo lắng gì hết. Anh sẽ làm mọi việc để mà lo lắng đầy đủ cho hai mẹ con em. Nhưng mà rồi đây bao nhiêu khó khăn sẽ chồng chất lên vai của anh. Anh tình nguyện và mãn nguyện nhận trọng trách làm chồng của em và làm cha của con em. Trà của em đây. Cảm ơn anh. Anh không có tiền để mua loại trà ngon cho em uống. Với lại cách anh pha cũng không giống mẹ em, chắc là không ngon lắm. Em thấy ngon mà. Trà này là trà tình trà nghĩa. Ngon hơn bao giờ hết. Vậy em uống đi. Rồi mai mốt anh sẽ pha cho em uống. Ngọc Lan à. Dạ. Anh có chuyện này muốn nói với em nè. Có chuyện gì vậy anh? Anh không muốn bỏ em ở nhà một mình, nhưng để lo cho con và em, anh cần phải làm việc nhiều hơn. Em thấy anh làm việc ở cảng cá vất vả lắm rồi, anh còn định làm thêm gì nữa? Anh muốn ra khơi, đi biển vài ngày, lương rất cao. Nhưng nguy hiểm lắm. Không sao đâu. Cái mà anh lo là em đang bụng mang dạ chữa như vậy mà phải ở nhà một mình, không có ai chăm sóc. Nhưng mà bây giờ vì con và em, anh phải kiếm thêm. Nếu như mà anh nhất quyết như vậy á, thì em sẽ ở nhà đợi anh. Lấy anh, em chịu thiệt thòi nhiều quá. Cả đời này anh không sao bù đắp được. Em không sợ thiệt thòi, chỉ sợ là anh không yêu em nữa thôi. Đời này, kiếp này, anh chỉ yêu một mình em mà thôi. Nếu anh mà có sai lời, cho trời đánh anh chứ. Em tin anh mà. Anh yêu em. Em yêu anh. Lan, cô qua thu tiền phòng trọ mà không thấy con ở trong phòng, con đi đâu vậy? Chú Trung đâu mà để con đi có mình nên vậy? Dạ, chồng con đi biển chưa về. Vậy chừng nào con mới xin?
Dạ, khoảng 2 tháng nữa. Vậy hả? Bà cô nói cho con nghe, con có phước lắm đó nha, được chồng cưng hơn là trứng ngỗng luôn á. Cả xóm này ai cũng ganh tị với con hết. Dạ, chồng con ảnh đi biển để lo cho con có đủ tiền lót ổ. Xong rồi ảnh nghĩ chân mình con sao lo cho con nổi. À, bà cô nói cái này, con lo nói chú Trung á ngưng đi biển đi, chứ để con một thân một mình á là khổ lắm đó nha. Dạ. Vậy thôi cô về, rồi lát nữa con đem tiền qua trả tiền phòng cho cô nha. Thôi con về đi, chịu con qua ha. Dạ. Nè, em cầm đi. Chuyến này trúng đầm mẻ cá thu, cho nên là ông chủ vừa phát lương vừa phát thưởng luôn. Cũng được kha khá. Em cất đi, để dành lo cho con. Nhìn anh đen hơn và ốm hơn nhiều rồi đó. Anh có ra sao cũng không quan trọng, chỉ cần anh lo được cho mẹ con em là anh cảm thấy tràn đầy năng lượng để làm việc. Thôi anh vô trong tắm đi, để em đi bắt nồi cơm. Cứ để anh làm, khi có anh ở nhà em không cần phải làm gì hết. Em sinh con ra anh muốn đặt tên là gì? Con gái á thì mình đặt tên là Thanh Trúc, còn con trai á mình đặt tên là Quốc Trường, em thấy có được không? Em thấy hay đó, Trúc Trường đều cùng dần với tên của anh, em thích lắm. Nếu được em xin cho anh hai đứa nha, một trai một gái. Em thì thích xin nhiều hơn, em muốn xin 4 đứa luôn, 2 trai 2 gái. Nếu mà kinh tế của mình khá, anh cũng muốn vậy. Em thấy buồn quá. Từ từ thôi em. Sao em thấy buồn? Có con rồi mới thấy thương cha thương mẹ. Em thương con từ khi con còn trong bụng, nên việc em bỏ đi với anh, chắc ba má em buồn lắm. Anh biết tụi mình có lỗi rất nhiều với ba má em. Một ngày nào đó anh sẽ đưa các con về tạ lỗi với ông bà ngoại. Thôi em, em đừng buồn nữa. Người ta nói mang thai á, nếu mẹ khóc nhiều thì con sinh ra sẽ có gương mặt buồn đó. Anh tính đi thêm vài chuyến nữa rồi về nghỉ luôn, ở nhà chăm em, chờ tới lúc em lâm bồn. Anh, hay là anh đừng đi nữa. Thôi được, anh sẽ đi chuyến cuối cùng nha. Dạ, em và con sẽ chờ anh về. Thôi em ngủ đi, khuya rồi. Nằm xuống. Từ từ thôi. Anh sẽ ôm em để cho em ngủ thật ngon nha. Con ngồi yên đi, má đang sốt ruột đây nè. Tới giờ này mà ba tụi mày còn chưa về nữa. Anh Trung ơi, anh về với mẹ con em đi, con mình sắp chào đời rồi. Con ngồi yên coi, đừng có phá nữa. Vẫn chưa có tin tức gì hả con? Dạ chưa. Càng trông chờ càng mất tâm. Vẫn chưa có bảo đâu, mà lại nói thuyền bị sóng dữ đánh chìm. Sống ở đây mấy chục năm cô biết lý do gì mà chiếc thuyền bị mất tích chứ?
Cô cũng có đi hỏi xung quanh, mọi người trong làng nói là chính quyền và bạn bè đã đi tìm kiếm, nhưng chiếc thuyền nó vẫn mất tích, không ai biết nó đi đâu về đâu nữa. Nhưng mà con sắp sinh rồi phải không? Dạ, chắc còn 2 tuần nữa là con sinh. Con lo quá, bây giờ mà anh Trung vẫn chưa về. Thôi con cũng đừng có lo quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Chuyện gì vậy? Hay con, hay là con sắp sinh hả? Tôi chết rồi, còn 2 tuần nữa con mới sanh lận mà. Nhưng mà con so có thể sinh sớm đó. Con đau. Đáng lên con. Con đợi ba con về đi rồi, rồi con hãy chào đời nha. Một mình ba không có lo nổi đâu. Chị giúp em tay. Cô Lan có sao không? Lễ lên, phụ tôi một tay. Ủa? Đưa cô Lan về bệnh viện. Sao đi vậy? Nó sắp sinh rồi, lẹ đi, nhanh lên đi. Đi con, ráng lên nghe không. Con về bệnh viện lẹ đi chị. Con lại khóc nữa rồi. Mới sinh mà khóc hoài á là hư mắt đó. Vẫn chưa có tin tức của ba nó hả? Gần 3 tháng rồi mà không có tin tức gì hết. Con sợ là lành ít dữ nhiều. Cô đem qua cho con mấy cái gạo nè, ráng đi con. Tiền nhà trọ tháng này con còn chưa đưa cho cô nữa, mà giờ cô đem gạo qua cho con làm phiền cô nhiều quá. Thiệt tình á là cô cũng không nỡ đuổi con đi. Con của con á còn đó hỏn như vậy nè. Cô giúp con được cái gì á thì cô giúp. Tiền anh Trung đưa dành dụm để mà sinh em bé, giờ con xài cũng sắp hết rồi. Con không biết phải xoay sở làm sao nữa. Con yếu đuối như vậy biết làm gì mà sống. Con thì còn nhỏ, mẹ thì yếu như vậy. Con thấy bế tắc lắm. Nhiều lúc con muốn ôm con nhảy xuống biển mà chết cho rồi. Hai mẹ con đi theo anh Trung còn tốt hơn. Đừng có nói bậy con. Cô khuyên con nên quay về Sài Gòn nương tựa gia đình đi. Con đã cãi lời ba má đi theo anh Trung, bây giờ con không dám về nữa. Không có được, cố gắng lên con. Không có cha mẹ nào mà từ chối con khi vừa mới đẻ chứ. Con thấy có lỗi nhiều với ba má con lắm. Làm sao mà con dám đối diện với họ. Con hãy vì con của mình mà làm tất cả mọi thứ. Cố gắng lên con. Dù có bị cha mẹ la mắng như thế nào cũng ráng mà chịu, không có sao hết á. Miễn làm sao mà hai mẹ con có nơi nương tựa là được rồi. Cô ơi, cô có sao không cô? Đưa đứa bé đi, để tôi. Cô vô đây. Con từ đâu? Con ngồi xuống đây đi nha. Ngồi xích vô, cẩn thận đó. Nè, cô uống miếng trà đi. Cô có sao không? Con tôi... Nè, hình như cô mới sinh em bé hả? Tại sao đi làm sớm vậy? Không đi làm á thì biết lấy gì mà sống.
tiền ăn, tiền gạo, tiền sữa, rồi còn tiền nhà trọ. Vậy bà của đứa bé đâu? Bà đứa bé đi tàu lớn đánh bắt cá, rồi từ đó tới nay không có thấy về. Trời, bây giờ cô không có nên ra đường. Con bé thì còn rất nhỏ, sức khỏe cô lại yếu. Lỡ ẩm con bé đi làm như vậy, có chuyện gì cô tính sao? Tôi có bị sao tôi cũng không sợ hết á. Tôi chỉ lo cho con tôi thôi à. Cô phải có sức khỏe thì mới lo cho con bé được chứ. À, hay là cô ở lại đây đi, chăm cho con bé lớn, có sức khỏe tốt rồi hẳn đi làm. Nếu như cô không đồng ý thì coi như tôi chưa nói gì ha. Tôi không có nghĩ ngợi gì đâu. Tôi cũng hơi thiếu thốn, nhưng mà chúng ta có thể chia sẻ, đều mọc lẫn nhau. Dạ, chị cho em khất tháng này đi, tháng này em chưa có tiền. Tháng nào cô cũng khất hoài như vậy, tôi còn đóng tiền học cho con tôi nữa chứ, lo cho tụi nó tiền học, tiền ăn hàng ngày nữa chứ. Em đi làm mà xưởng chưa trả lương, họ nợ em nên em mới xin chị. Ngày trước hai vợ chồng chú Trung và cô Lan ở đây, chưa bao giờ tôi phải lớn tiếng. Tới tháng là họ luôn đóng đúng ngày và đầy đủ cho tôi. Thôi được rồi, tôi cho khất mấy ngày á. Dạ dạ, em cảm ơn chị. Nhớ đóng đủ cho tôi nghe không. Chào cô nhận ra con không cô? Cậu là dạ. Dạ dạ, con là Trung, chồng Ngọc Lan nè. Trung, trời, Trung chồng Ngọc Lan dạ. Hả, trời, cậu đi đâu mấy năm nay mà biệt biệt vậy? Dạ dạ cô ơi. Nè, ăn đi nè. Giỏi quá. Nè, ăn miếng nữa nha con. Sao hả? Đây. À, đứng lại. Chị ơi, cho tôi hỏi. Chị ơi. Ngọc Lan. Lan, Ngọc Lan, Ngọc Lan, Ngọc Lan, anh ta là ai vậy? Anh ta là ai? Sợ, đã từng nghĩ nếu như một ngày nào đó người ấy quay về, gia đình mình sẽ ra sao. Cô Hiếu và anh rất cần em, và hôm nay điều đó đã xảy ra.
Hai đứa nhỏ đi ngủ hết rồi hả anh? Ừ, ngủ rồi em. Lan à, em hãy bình tĩnh, từ từ suy nghĩ. Em khóc nhiều như vậy anh thấy xót lắm. Em không biết phải làm sao nữa. Bây giờ em đã là vợ của anh thì anh Trung mới xuất hiện. Có ai học hết được chữ ngờ đâu em. Cứ tưởng là anh ấy không quay về nữa, em cũng đã chờ đợi đủ lâu rồi mà. Anh Trung sẽ trách em nhiều lắm. Sẽ không sao đâu, đã có anh rồi mà. Tại sao vợ của tôi giờ đã là vợ của người ta? Em cứ như vậy hoài, sao anh yên tâm đi làm được? Anh cứ yên tâm đi, em không sao đâu. Thôi, để anh lo cho con, em vào nhà nghỉ đi. Em không sao đâu, em có thể trông coi con được. Người đàn bà phản bội. Mới đó mà cô đã quên đi lời thề non hẹn biển năm nào với tôi sao? Anh Trung, chúng ta cần nói chuyện. Anh bình tĩnh đi, đừng có buông lời xúc phạm Ngọc Lan như vậy. Cái gì? Xúc phạm cô ta? Anh biết gì về chúng tôi mà nói? Có thể tôi không biết nhiều gì về anh, nhưng với Ngọc Lan thì tôi biết rất rõ. Người đàn bà đó từng là vợ tôi, nhưng bây giờ cô ấy là vợ của tôi. Tôi không cho anh cái quyền xúc phạm cô ấy như vậy. Thôi đi, hai người đừng có tranh cãi với nhau nữa. Chúng ta có thể ngồi lại nói chuyện với nhau được không anh? Em có rất là nhiều chuyện muốn nói với anh. Không, cô lại định bị đặt hàng tỷ tỷ lý do cho câu chuyện của cô ngày hôm nay sao? Tôi không muốn nghe. Anh đã đi đâu 3 năm qua? Anh có biết em và con phải chờ đợi anh và sống khổ sở như thế nào không? Nỗi đau của cô thấm tháp gì với sự sống còn mà tôi đã phải đối mặt hàng ngày. Tàu của bọn tôi đã bị một cơn bão đánh chìm, một số người dạt vào bờ thì sống sót. Sau đó họ đã chết dần, chỉ còn lại tôi. Thứ nuôi tôi sống sót qua những ngày tháng địa ngục đó là hình ảnh của hai mẹ con cô. Trải qua một cuộc sống khủng khiếp, đánh đổi cả mạng sống của mình, chiến đấu với đại dương, cuối cùng tôi cũng đã về được tới đất liền, hy vọng gặp lại vợ con. Vậy mà cô đã làm cái gì vậy? Sao cô có thể tái hôn dễ dàng như vậy được? Chuyện không có dễ dàng đối với Ngọc Lan như vậy đâu. Anh đừng có hiểu lầm cô ấy. Em đã chờ đợi anh, ngày nào em cũng ra biển để ngóng chờ anh trở về. Cô đúng là người quá tệ bạc. Tôi đã yêu và tôn thờ cô, vậy mà cô đã giết hết tất cả hy vọng của tôi. Giờ thì tôi không còn hy vọng gì để sống nữa. Nó là con gái tôi,
Đây là Thanh Trúc. Em đã đặt tên con đúng ý mà anh muốn đó. Đúng rồi, Thanh Trúc. Cha này con, lại đây với cha. Lại đây với cha này con. Nín đi con, nín nha. Ba mẹ ở đây nè, ba mẹ ở đây nè con. Có mẹ đây nè con. Nín nha con. Ngoan ngoan. Nín đi. Nín nha con. Ba mẹ ở đây nè con. Đừng khóc nha. Nín đi con. Nín ngoan ngoan nha con. Ba nè, ba nè. Nín. Giỏi, ngoan ngoan nha. Nín nha con. Ngoan. Nín nha, nín nha. Nín. Nín ba thương. Ngoan nha con, nha con. Trúc, Trúc có ba đây nè. Cả đời vì cô, sao cô lại phản bội tôi? Tôi hận cô. Anh hiểu được sự đau khổ và dằn vặt của em. Nếu bây giờ em quyết định ra đi, anh sẽ không cản. Mặc dù quãng đời còn lại, Anh sẽ phải sống trong sự thương nhớ em. Anh nói đi, bây giờ anh phải làm sao cho trọn tình trọn nghĩa? Khó lắm. Em phải suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Bây giờ em quay về với ba của Thanh Trúc, liệu giữa hai người có còn tình yêu đẹp như ngày xưa không? Anh ấy có thể tha thứ cho em khi mà biết em đã từng sống chung với anh không? Nhưng nếu em không quay về, anh Trung anh ở ngoài kia bơ vơ một mình ảnh. Còn bé Trúc nữa, nó cũng cần phải có sự chăm sóc của cha ruột nó. Em còn có biết Hiếu nữa, nó sẽ ra sao nếu mà không có em? Nhất định anh sẽ không làm khó em. Anh sẽ nghe theo mọi quyết định của em. Em xin lỗi anh. Mẹ nè, sao vậy con? Thôi, đây là chiếc khăn mà mẹ thay cho con nha. Lúc nào nó cũng phải ở trên cổ của con nha. Thôi mà,
Thôi được rồi, để mẹ lấy sữa cho con uống nha. Lan, có chuyện gì vậy? Cô có thấy anh Trung ảnh về đây không cô? Không, từ hôm mà cô đưa cái giấy địa chỉ nhà của con cho Trung á là nó đi luôn rồi, nó không có về nữa. Chết rồi, anh bắt con gái của con đi rồi. Hả? Cái gì? Sao nó lại bắt con gái của mình? Cái thằng này á. Chuyện dài dòng lắm. Cô ơi, bây giờ nếu mà anh Trung ảnh có bồng con bé về đây á, thì con nhắn là anh chờ con nha. Con sẽ đi với hai cha con anh. Được. Dạ, vậy nha cô. Con đi đi. Dạ. Dạ cô ơi, cho con hỏi, cô có thấy đứa bé trong hình này không cô? Tôi không có thấy. Dạ, dạ cảm ơn cô. Chị ơi, chị có thấy đứa bé nào giống như trong hình này không? Tôi không thấy, cô hỏi người khác đi. Hỏi bên đây. Mấy anh ơi. Dạ mấy anh ơi, có thấy đứa bé nào giống như vậy đi là không? Dạ không, không thấy cô ơi. Hỏi cô này xem anh. Chị ơi, chị có thấy đứa bé nào giống như trong hình không chị? Không thấy đâu cậu. Đi em. Cả ngày rồi em không ăn gì hết. Ăn miếng cháo đi em. Không thể ăn uống được. Làm sao mà em ăn nổi khi nghĩ tới con em nó đòi em chứ. Bây giờ em không chịu ăn uống gì hết, làm sao có sức khỏe đi tìm con chứ. Tại sao anh Trung lại làm như vậy? Anh chỉ biết trách móc mà không thèm nghe em giải thích một câu nào. Anh nghĩ có lẽ là anh ta yêu em quá nên đâm ra hận thù. Em và con của em không đáng bị như vậy. Tại sao anh nỡ lòng nào chia cắt hai mẹ con em chứ? Tội nghiệp hai đứa nhỏ quấn quýt nhau, giờ mỗi đứa một nơi. Em sẽ đi tìm con em bằng bất cứ giá nào. Anh sẽ đi cùng em. Anh không thể để em đi một mình được. Nhưng mà còn bé Hiếu thì sao anh? Mình đâu thể nào bắt con chịu khổ với mình được. Em cứ yên tâm, bé Hiếu anh sẽ đưa về gửi chị Hai chăm sóc. Rồi sau đó anh nghỉ làm, anh với em phải tìm cho bằng được bé Trúc. Đời này kiếp này em mắc nợ anh nhiều. Anh thương em, anh sẽ làm tất cả vì em, miễn sao em được hạnh phúc. Đối với anh vậy là đủ rồi. Em yên tâm đi. Ăn miếng đi em. Tôi bán căn nhà này cho chị, tôi cũng tiếc lắm. Tiếc cái gì? Nhưng mà không còn cách nào khác.
Tiếc cái gì mà tiếc, nhà cũ kỹ xuống cấp trầm trọng như vậy mà tiếc cái gì. Dạo gần đây vợ chồng tôi có việc, không có ở nhà thường xuyên, nên không có thời gian dọn dẹp, nó mới cũ kỹ xuống cấp như vậy. Nếu chị đồng ý, ngày mai tôi sẽ hoàn tất mọi thủ tục, rồi sau đó sẽ đưa chìa khóa nhà cho chị. Thôi được rồi, mai gặp, tôi về đây. Vì em mà anh phải bán căn nhà này. Nhà cửa tiền tài chỉ là vật ngoài thân thôi, không có tiền mình còn có thể làm ra. Mất cái tình sâu nghĩa nặng thì tìm đâu ra chứ em. Bao lâu nay anh cùng em tìm Thanh Trúc mà không có thấy tâm tích gì hết. Không biết là cha nó đưa đi đâu, rồi có biết chăm sóc nó hay không. Em đừng có lo lắng mà Lan. Bản năng của người làm cha làm mẹ, ông trời đã phú rồi, nhất định anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho bé Thanh Trúc. Em nhớ con quá. Thời gian qua mình đã mắc nợ một món tiền khá lớn. Mình bán xong căn nhà này thì sẽ trả hơn được một nửa. Còn một chút mình về quê nội của thằng Hiếu, vừa buôn bán vừa tiếp tục tìm con nha em. Em không biết phải trả ơn anh sao nữa. Vợ chồng mà, nói chi hai từ ơn nghĩa hả em. Em phải mạnh mẽ lên, phải hy vọng có một ngày nào đó tụi mình sẽ tìm được con. Tội nghiệp thằng Hiếu, vì chuyện này mà nó cũng bị bỏ bê. Em thương con quá. Câu chuyện của vợ em là vậy đó. Bây giờ tụi em quyết định về đây sống, sau đó buôn bán để lo cho thằng Hiếu ăn học, và nhất là phải tìm được con gái của Ngọc Lan. Thiệt là tội nghiệp cho mợ. Cái người đáng trách là cha con bé, sao mà cố chấp như vậy. 3 năm trời không biết người ta làm gì, sống ra sao với đứa con mọn trên tay. Ngày đó em bị ngất xỉu trước nhà anh học, cũng may là có ảnh cưu mang mẹ con em, chứ nếu không em cũng không biết mẹ con em có sống tới giờ này được không nữa. Cũng là phận phụ nữ với nhau, nghe qua chị rất là thương em. Thôi như vậy nè, hai vợ chồng về đây ở. Cái nhà này là của ông nội thằng Hiếu để lại, hai vợ chồng về đây sống, rồi chị bày cho buôn bán trái cây. Dạ, nếu được như vậy tụi em mừng lắm. Tụi em cảm ơn chị hai đã thương và thông cảm cho hai vợ chồng tụi em. Nói thiệt, lúc cậu lấy má thằng Hiếu, cả gia đình không ai đồng ý. Mà đúng như vậy, nó thấy em nghèo mà đành đoạn bỏ đi, thiệt là đoán hậu hết sức. Giờ gặp mợ, thấy mợ hiền lành nhân hậu, lại thương yêu con chồng, chị cũng yên tâm. Em cảm ơn chị hai nhiều lắm. Chỉ cần mợ ăn ở phải đạo, biết thương yêu cha con nó, mợ muốn gì cũng được. Chị dễ tính lắm. Dạ. Thôi, hai vợ chồng mệt rồi, xuống tắm rửa đi rồi chị dọn cơm cho ăn. Dạ. Dạ. Đầu từ ngày hôm nay, coi như Ngọc Lan đã chết cùng với người chồng trước và đứa con nhỏ. Thank you.
Kể từ ngày hôm nay, coi như Ngọc Lan đã chết, em sẽ đổi một cái tên mới và sống một cuộc đời mới với anh. Cho dù em mang một cái tên nào khác thì anh vẫn mãi thương em. Hãy gọi em là Bích Hiền. Bích Hiền, anh thương em. Cầu nguyện đi con trai. Cầu nguyện đi con. Dạ. Hôm nay má thằng Hiếu nấu món bò kho thơm quá. Hôm nay là sinh nhật của con, má cố tình nấu món bò kho mà con thích đó. Dạ. Thôi hai mẹ con ngồi đi, để anh qua mời chị Hai với thằng Mót. Dạ. Thôi mời. Cô Hai qua rồi nha. Cô Hai qua kìa con. Dạ. Dạ, con chào cô Hai mới qua. Ừ. Dạ, mà anh Út Mót đâu rồi cô? Thôi kệ nó đi con, nó đi chơi chưa có về. Nè, Hiếu à. Dạ. Bữa nay sinh nhật con á, cô chúc con á thông minh, sinh nhật vui vẻ. Dạ. Rồi học giỏi. Dạ. Mau lớn nghe con. Dạ, con cảm ơn cô Hai. Nhớ bí mật, chưa có được mở bây giờ, tối vô buồn rồi mở nghe con. Dạ. Con cảm ơn cô Hai. Giỏi. Con, hôm nay là sinh nhật 12 tuổi của con. Ba má chúc con học giỏi, có hiếu và đẹp trai nha con. Dạ, cảm ơn ba má. Ngồi đi. Cái thằng Út Mót này, sinh nhật của em nó mà nó cũng bỏ đi chơi nữa. Cái thằng đó vậy không á, kệ nó đi em. Ăn xong chút nữa anh sẽ chở hai mẹ con đi chụp hình làm kỷ niệm nha. Dạ, quen hô ba. Thôi ăn đi kẻo nguội. Anh. Giao xong chuyến hàng này rồi nghỉ nha. Đừng có đi nữa đó. Được rồi, để anh giao xong nhanh nhanh rồi anh về ha. Ủa mà em có thấy thằng Hiếu đâu không? Đi học về rồi chạy qua nhà cô Hai chơi với thằng Mót bệnh á. Vậy hả? Thôi anh đi nha. Dạ. Đi cẩn thận nha anh. Ừ, anh biết rồi. Chuyện gì vậy con? Cậu ba bị tai nạn ngoài đường kìa. Hả? Trời ơi. Ở đâu vậy? Bà ba đi theo cậu con ba đi. Trời ơi, ba thằng Hiếu ơi. Tỉnh lại đi ông Học ơi. Cậu ba. Sao không? Trời ơi. Tỉnh lại đi ba Học. Anh bỏ mẹ con em ra đi đột ngột như vậy, làm sao con với em sống mà không có anh? Cậu thiệt là tệ vậy đó, bỏ đi mà không nói câu nào hết trơn. Má ơi, vậy là ba sẽ không bao giờ về với má con mình nữa phải không má?
Còn má đây, má sẽ ở bên con suốt đời, má sẽ yêu thương con nhiều hơn để bù đắp sự mất mát này của con. Má, con lại ba rồi đi ngủ đi con. Dạ. Ngủ đi con. Dạ. Ở đó 49 ngày của cậu ba rồi. Má con em không hề tin anh đã chết. Cứ như anh đang ở đâu đó một lúc rồi về. Ủa sao chưa về nữa ta? Sao má chưa về nữa? Xíu con. Má, má về rồi. Ừ. Má mệt không má? Hôm nay làm rẫy nhà bà Tám xa lắm. Sao con về sớm vậy? Con giỏi quá. Má có mua cho con cái bánh tiêu nè. Đã quá, cảm ơn má. Ừ. Má uống miếng nước cho khỏe đi má. Làm khoáng công, con nhổ xong cái... Con xin bà Tám cho con đi mót khoai cũng được nhiều lắm má coi nè má. Con à, đường xa quá. Mà sao con bưng chi mà nặng dữ vậy? Mệt không con? Con có sao đâu, con khỏe mà. Con mót được khoai con vui lắm. Má, con tính là xắt cái mớ khoai này nè, cái con phơi khô. Ừ. Rồi cái con bỏ vô cơm đó má ăn nha. Má thiệt tệ. Có mình con à mà cũng không có lo cho con được. Để con cực khổ như vậy đó. Má, má đừng có nói như vậy. Con đâu có thấy cực khổ gì đâu. Con thấy bình thường mà. Xíu à. Dạ. Má không có tiền lo cho con ăn học, rồi lại không có tiền lo cuộc sống đầy đủ cho con, mà còn phải để con á đi làm lo cho má nữa. Con có trách má không xíu? Dạ đâu có. Sao con dám trách má? Con cũng học xong lớp 9, cũng có bằng cấp 2 rồi. Má thấy không? Nhiều đứa trong xóm mình à, chỉ mới học tới lớp 3, lớp 4 à, là nghỉ mất tiêu rồi. Ủa, dì Chính. À, chị Chính. Chào chị. Chợ chị, hôm nay chị cũng đi bán hả? Mới đi bán về. Ủa, mà sao mang trái cây qua nhiều quá vậy nè? Trời ơi, tôi nói tôi đem ít trái cây qua đây để biếu hai mẹ con. Với em cảm ơn con xíu. Bữa hôm mà em bệnh nó đưa em đi trạm xá chị. Dạ có gì đâu. Cảm ơn con nghe. Con mời dì uống nước. Trời ơi, lối xóm giúp đỡ nhau, chuyện đó là bình thường mà chị. Sao mà chị khách sáo quá. Sao dì Chính nhìn con dữ vậy? Dì Chính nói mày nghe nè. Bay đẹp vậy nè, mà bay sống quanh quẩn cái xóm này, Chính thấy uổng thiệt á. Con thấy bình thường mà, con ở đây quen rồi. Chính á, thương con như con của Chính. Chính mới nói á nha, tao thấy bay á làm lụng vất vả nè, gian nắng gian mưa, bay làm cực cái thân bay. Chính thấy tội quá à. Mà hả, làm được có vài đồng hả,
Chính thương bay quá à con ơi. Dạ con thấy bình thường mà, trong xóm ai cũng vậy mà. Con đi làm thuê làm mướn quen rồi. Chính có quen biết một vài người ở trên Sài Gòn á, người ta đang mở quán bán cà phê, con có chịu đi làm không? Chính giới thiệu cho đi làm, tháng cũng được vài triệu á con. Dạ thôi, con không quen đi xa đâu. Với lại Chính thấy rồi đó, má con sức khỏe không được tốt, con không bỏ má con ở đây một mình đâu. Đó đó đó, chính cái chỗ mà con thương má của con á, thì con phải lên trên đó làm, rồi kiếm tiền gửi về mà nuôi má. Má con khỏi phải đi bán đi buôn vì vé số cực khổ không? Đó, Chính nói vậy đúng không? Đúng không chị? Chị thấy làm sao? Được không? Trời ơi, em thấy hoàn cảnh của chị á, em tội nghiệp, cho nên em thương lắm. Bởi vậy á, chị đồng ý cho cháu nó đi làm đi, để mà còn phụ gia đình nữa, cho chị đỡ cực cái tấm thân. Dì Chính, dì Chính để cho con với má con suy nghĩ thêm vài ngày nữa đi. Có gì con báo dì Chính hay. Thôi bây giờ á, hai má con á suy nghĩ rồi bàn tính nghe không. Nếu mà coi như lúc nào mà con thấy được á, cứ báo cho dì Chính biết nha. Dạ, con cảm ơn dì Chính. Thôi dì Chính về nghe. Dạ. Không, em về nghe chị. Dạ, chị dì Chính về. Con lên Sài Gòn bán cà phê nha má. Dì Chính nói với con là lương một tháng tới 3 triệu lận, người ta bao ăn bao ở nữa. Má cho con đi nha. Con còn nhỏ quá à, má không yên tâm cho con đi xa đâu. Ra đời á nhiều cạm bẫy lắm, con chưa đủ sức mà chống chọi đâu. Không sao đâu mà má. Má, con 17 tuổi rồi, con lớn rồi, con đâu còn nhỏ nữa đâu. Với lại bưng bê cà phê cũng dễ với con mà. Cái đó là người ta nói vậy thôi, chứ biết có đúng vậy không. Rồi rủi rồi lỡ ở trển con có bị gì sao má sống nổi. Má yên tâm đi, hư hay không á là do con nè. Với lại con bán cà phê chứ con đâu có làm gì khác đâu. Má đừng có lo nha. Con lên trển con đi làm được nhiều tiền con gửi về cho má. Má đừng có đi bán vé số nữa. Hồi trưa này con thấy má xỉu, con lo lắm nha má. Thôi được, để má suy nghĩ lại coi sao đã. Thôi ngủ đi con. Dạ, má ngủ đi. Thank you.
Dạ thưa ba, con đi học. Chừng nào con thi tốt nghiệp vậy con? Dạ khoảng 2 tháng nữa ba. Rồi con định thi vô ngành nào vậy? Dạ con thi sư phạm. Con thích làm cô giáo. Nghề này phù hợp với con đó. Ráng thi nghe chưa? Dạ. Dạ thôi con đi học nha ba. Ừ. Gì vậy? Sao? Tối nay đùa không? Ở đâu? Chuyện chỗ cũ. Có đồ gì không? Mày muốn đồ gì? Một chầu vũ trường tối nay. Sao vậy? Ok, chơi mày luôn. Được rồi, chơi luôn, đi. Lẹ lẹ đi, xe người ta chờ ở ngoài kìa. Con đi nha má. Con nhớ giữ gìn sức khỏe nghe xíu. Nếu mà thấy làm được thì làm. Còn con không làm được thì về với má nha con. Dạ con biết rồi. Má đừng có lo cho con. Má nhớ giữ gìn sức khỏe nha má. Ừ. Tôi đã ứng trước cho chị 1 tháng lương rồi đó. Ở chỗ này tôi quen biết nên uy tín lắm. Chị đừng có lo gì cho con xíu hết trơn á. Con đi nha má. Má không muốn con đi chút nào hết. Hay là con đừng đi nghe xíu. Má trả tiền lại cho dì Chính nha. Đâu có được đâu má. Con đi làm. Rồi có gì con xin nghỉ con về thăm má sao nha. Con sẽ về thăm má mà. Thôi đi 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 đi. Đi. Ở đây với Sài Gòn có bao nhiêu xa đâu. Cỡ 2-3 tháng nó về nó thăm chị. Con. Má giữ gìn sức khỏe nha má. Đi đại đi. Đi đi con, đi. Đi con. Đi đi con. Con đi rồi con về mà má. Lẹ lên, sáng người ta chờ kìa. Má giữ sức khỏe nha má. Đi lẹ lên. Đi lẹ coi. Từ từ. Lẹ lên mày. Nhanh đi. Mày đẩy dữ vậy. Đi. Lẹ lên. Ta đi. Đây. Lẹ coi. Nhanh lên. Đây. Lẹ lên. Lẹ. Từ từ. Nhanh đi. Cái con đi thiệt á. Thì kiểu này chị nào mới tới. Đi lên. Lẹ lên mày. Đi. Đi cà rời cà rời hả. Lẹ lên mày. Nhanh lên. Đi nhanh lên. Con mày á. Lẹ lên. Ê. À, mày á hả. À. Thử mày. Ê. Mày chạy bộ mày. Nhanh lên. Lẹ bị đánh chú nhờ. Đi mày. Đừng có. Lẹ đi. Giúp cô hả. Đi lẹ mày. Lẹ lên mày. Nhanh lên. Rời cà rời hả. Chứ. Đánh bây giờ. Lẹ lên chứ. Tự là anh ơi. Đi. Ây da. Nhanh lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Leo lên lẹ coi. Đi. Không được hả. Từ từ. Đi. 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 Đi mày. Hả? 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 Trời ơi. Như này đâu có đủ đâu. Đưa tiền đi chứ. Đi. Đi. Lên xe. Nhanh lên. Lên mày. Lên. Lên. Ai? Đi nhanh đi. Đi. Đi nhanh lên mày. Lên.
đi. Lẹ lên thôi. Nhìn gì? Vô mày, vô mày, vô mày. Chạy hả? Chạy hả? Thế là đâu vậy? Thả tôi ra. Mày la hả mày? Đứa nào la? Giả tét bỏ nó cho tao. Bỏ đó nó cho tao. Đi mày. Đó này nữa. Chạy lên. Đi. Vô mày. Vô đi. Tao nói cho tụi bay biết, tao đã bỏ số tiền lớn để mua tụi bay về đây, thì coi như tính mạng của tụi bay đang nằm trong tay của tao. Con nào mà dám chống đối với tao, tao sẽ đánh cho mềm xương rồi bỏ đói luôn đó. Còn đứa nào mà ngoan ngoãn á, thì cơm ngày ba bữa, quần áo lành lặn, son phấn đầy đủ. Tôi xin ông, không, tôi xin ông mà thả tôi ra đi. Làm ơn đi mà. Đi mẹ chưa? Trời ơi. Vậy? Đó, đập đi đó. Mày mà la một lần nữa, tao sẽ cắt cái lưỡi mày luôn đó. Con này nó đẹp nè, tụi mày có đánh nó cũng phải chừa cái mặt ra nghe chưa? Để nó còn hốt khách cho tao nữa. Mày nghe chưa? Dạ. Mày liệu hồn mày nghe mày. Nói này đại ca, tao nghe nói mày không chịu tiếp khách phải không? Tôi không làm chuyện này đâu. Mấy người thả tôi ra đi. Con chó. Nghĩ mày, mày tưởng mày trốn ra khỏi đây dễ lắm sao? Mày phải làm trả nợ cho tao 3 năm, rồi sau đó mày muốn đi đâu thì đi. Tôi không mắc nợ các người. Mày không mắc nợ tao hả? Nhưng mà đã có người bán mày cho tao rồi. 39 89 về đây tao không cần biết. Tao đã mua mày về đây thì mày phải làm việc cho tao. Các người, tôi xin các người, các người bắt tôi làm gì cũng được hết, nhưng mà đừng có bắt tôi tiếp khách. Mày đã vô đây á thì chỉ làm nỉ, chứ còn việc gì khác đâu mà làm. Nếu mày ngoan ngoãn chịu nghe lời á thì tao sẽ nương tay, còn không á tao sẽ cho mày no đòn đó nha con. Không, tôi không tiếp khách đâu. Mày, lôi nó ra ngoài, treo nó lên, bỏ đó nó 3 ngày, coi nó còn chống nó không. Dạ, đi, không. Đi. Tôi không tiếp khách đâu mà, tha cho tôi đi, tôi không tiếp khách đâu. Ông tha cho tôi đi, ông tha cho tôi đi, tha cho tôi đi mà ông. Ừ.
Ngươi ngủ đi, không sao đâu. Ngươi còn dịch tiết đi, không sao đâu. Đừng có mệt đây. Ngủ đi, ngủ đi. Ờ à. Nè, ngủ đi. Thôi ngủ đi, không sao đâu. Gì vậy? Mày làm ơn có thể đứng yên một chỗ giùm tao được không Khương? Nhức mắt quá. Nè, hai đứa mày có chắc là Trúc Trà đi đường này về không? Sao không chắc được? Tao với thằng Bình á là hai thằng bốn con mắt, thấy nó đi vô cái đường này nè, nên tao mới kêu mày á tìm cách chặn đầu nó đó. Sao bây giờ chưa thấy tới nữa? Thì tao cũng như mày thôi, sao biết được. Ê, 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 tới rồi. Nó tới rồi. Vô. Đẹp đi đâu vậy người đẹp? Mà anh tránh ra cho tôi đi về đi. Đạp xe đạp mà về tới nhà là mỏi chân lắm. Để xe đạp đây đi, lên xe đít anh đậu đằng kia. Anh đề máy. Đúng rồi. Anh chở em đi uống cà phê, đi ăn kem, ra thị trấn coi cinema tối về hén. Đúng rồi. Anh tránh ra cho tôi đi về có được không? À, về hả? Về đi. Về đi. Về đi. Về rồi, người ta hết muốn về rồi, về không được. Không thả ra tôi la lên bây giờ á. La đi. Thôi, bây giờ không nói nhiều nữa. Lấy xe Trúc Trà, bỏ lên xe Rip để tao đưa Trà về. Nhanh lên. Đi đây. Mày đó, mày đi đây. Mày đi đây. Mày đi. Cứu tao với. La, ở đây có ai đâu mà la. Trời ơi. Mày làm gì con má tao hả? Tụi bay mà đụng tới con gái tao là tụi bay mềm xương nghe chưa? Ủa cha tụi bay tối ngày ăn no đi phá làng phá số không à? Con có sao không vậy? Con không sao đâu, mai mà ba tới kịp á. Một lát ba đi giao trà, ba mắng vốn ông Kha cho coi. Thôi ba ơi, ba bỏ đi, ông Kha ổng dữ lắm á. Trời ơi, giữ thì kệ ổng chứ làm gì phải sợ ổng. Ổng không mua trà của mình mà đi bán cho khác. Ủa sao con đi học về mà đi ngang qua đây chi vậy? Sao không về nhà? Tại vì con muốn chờ ba về đi chung với con. Cũng may là ba đi lấy mấy bao trà đó nên đi ngang qua đây gặp con á, chứ không thôi là mệt với cái đám yêu quỷ này nè. Thôi đi về. Rồi.
Tụi mày thấy chưa? Đứa nào mà bỏ trốn thì hãy nhìn theo gương con này. Tao sẽ cho tụi bay chết không ra chết, sống cũng không ra sống. Quánh tiếp nó cho tao. Mày á, mày á, chết mà con. Chưa chưa, chết mà chưa nè. Con hả? Con hả? Giả bộ hả? Đi đó mày. Đi á. Thôi. Dạ, chào đại ca. Ê. Lâu quá không thấy ông chủ qua đây chơi. Dạo này mần ăn khó khăn, chứ đâu có dư tiền mà qua hoài. Ông chủ cứ xạo hoài. Còn xíu đâu? Tới lần nào á, ông chủ cũng hổ xíu không à. Biết bao nhiêu con mà ông chủ không mê, lại đi mê con nhỏ đó. Mình dây. Đúng cái gu ngộ thích nên ngủ khoai. Tụi mày đâu? Biểu coi. Dạ. Dạ. Mày dục cái con xíu á, chuẩn bị sạch sẽ đi. Dạ. Để đón tiếp ông chủ. Dạ đại ca. Đi đi. Dạ. Dạ cảm ơn ông chủ. À, ông chủ à, để em nói ông chủ nghe. Khoái được phải không? Công bay cứ chọc mỏ hoài à. Không cần đâu, kêu xíu tiếp đi. À, dạ dạ, à, mời ông chủ. Vậy mới được dạ, chứ. À, mời ông chủ. À, đi đi. Dạ dạ, thứ này. Chào em yêu. Sao thần sắc của em lúc nào cũng nhợt nhạt vậy? Lại đây em thương. Hôm nay tôi mệt quá. Đổi người tiếp ông được không? Em có biết không, Ngộ rất là thích em. Nếu như ông đưa tôi ra khỏi đây, tôi sẽ là của ông. Vậy tiếp khách rồi. Anh ơi, hôm qua giờ em tiếp khách quá trời. Sáng giờ em cũng tiếp khách quá trời, em mệt rã người. Em sợ không đủ sức khỏe, em xỉu á. Xỉu hả? Vậy mày, vậy
Có ăn cơm không? Có ăn thì có làm mày. Mày tính tránh né tao hả? Mày không thích ăn cơm mà muốn ăn đòn phải không? Cho mày ăn đòn nè. Con này. Nè, ông mày đánh nó lầm đi tù đó. Mày im cái miệng mày lại mày. Mày ngon quá ha. Tại có khách yêu cầu nó. Còn không quá hả? Tao lôi đầu mày đi rồi. Đi mày. Đi. Đi. Dạ chào anh. Rồi, dạ cảm ơn anh. Đứa nào thường tiếp ông A Quẩy? Dạ em. Thôi, mày tiếp hoài à? Hôm nay mày nghỉ một bữa đi. Tiến, tra tiếp ông A Quẩy. Anh ơi, hôm nay em mệt quá. Anh cho em nghỉ ngày hôm nay nha. Hôm nay chị Tuyết chỉ mệt, cho em đi thế chị nha. Sao hôm nay mày nhiệt tình quá vậy? À, hay là ông A Quẩy cho mày tiền rồi mày giấu riêng đúng không? Dạ. Dạ không có, em không có tiền thiệt mà. Em không có tiền đâu. Dạ tại vì chị Tuyết chỉ bệnh mà em lại là khách mối của A Quẩy, nên cho em đi thế nha. Mày tốt quá ha. Đi đi mày. Dạ. Đi lên mày. Đưa tôi đi hả? Em vô đây. Chào mấy anh em.
Giới thiệu với mấy anh em, đây là Xíu, vợ của anh đó. Em đừng có sợ. Cái này á, là nhà của anh. Em về đây em làm vợ lẽ của anh á. Cái nhà này là của em đừng có sợ gì hết. Thấy không? Còn đây là mấy anh em của anh không à, anh em ruột đó. Em đừng có sợ ha. Em của anh thì cũng là em của em, hiểu không? Chào mọi người đi. Rồi, vậy ha. Em ơi, lên lầu. Nè, em nhìn đi. Đây là phòng của em. Tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc về em. Tôi muốn em. Tôi muốn tắm. Em nghỉ mệt đi rồi tắm. Đâu có gì đâu mà vội vàng. Không, không. Tôi muốn tắm trước đã. Em tắm đi. Nhà tắm ở đâu? Tôi muốn em. Tôi muốn tắm. Em nghỉ mệt đi rồi tắm. Đâu có gì đâu mà vội vàng. Không, không. Tôi muốn tắm trước đã. Em tắm đi. Nhà tắm ở đâu? Dậy. Dậy đi. Có chuyện gì vậy ông? Dậy đi, xuống nhà có việc. Lẹ lên.
Đây. Dạ anh hai uống nước. À. Gia đình tôi á có ba anh em ở chung trong nhà. Kể từ bây giờ cô á là người ở cho cái gia đình này, phục vụ cho ba anh em tôi, rồi nấu cơm nè, lau nhà, giặt đồ cho tất cả mọi người, biết không? Biết không? Dạ. Mà tôi nói nè, ở đây á, ở cái vùng này á, cô không có được đi ra ngoài, cô biết chưa? Cô đi ra ngoài mà không có giấy tờ á, làm quản là bị bắt ở tù đó. Tôi nói cho biết vậy đó, nghe chưa? Dạ. Rồi giờ thấy gì không? Thấy cái gì không? Dạ thấy. Thấy thì làm đi, đợi gì nữa? Làm gì mà giờ này ngồi đây khóc vậy? Sao không xuống dưới làm việc nhà đi? Cơm nước gì nấu chưa? Tôi bị hai người em của ông cưỡng hiếp. Cũng chuyện bình thường thôi mà. Trước kia đó cô cũng từng ngủ với bao nhiêu thằng đàn ông. Bây giờ cho mấy anh em tôi hưởng thụ chút cũng đâu có sao đâu. Ông nói cái gì vậy? Ông ngứa là cưới tôi về làm vợ lẽ, ông phải bảo vệ tôi chứ. Không có nói gì nhiều hết á, đi xuống dưới làm việc. Tao đã mất bao nhiêu tiền mới đem mày về đây được, thì mày phải làm việc cho tao, biết chưa? Đi xuống dưới làm việc.
Vô. Vô. À, vô. Vô. Vô vẻ nha. Đã thiệt. Áo gấp mồi, gấp mồi. Dạ dạ. Gấp mồi ơi. Trời ơi, mọi gì mà kỳ cục vậy? Xíu đâu? Xíu đâu? Dạ. Đem thêm mồi lên. À, gấp đi, mồi đang lên. Ừ, được rồi, để tôi tự nhiên. À, mày làm gì mà nhìn vợ tao dữ à? À, mày muốn ngủ với vợ tao à? Nó giỡn chơi hoài mày à? Tao nói thiệt. Mày thích thì tao cho mày ngủ với vợ tao, cho mày xài ké luôn. Không hối hận nghe. À, không hối hận. Quân tử, nhất ngôn. Vô, vô. À, vô đây, vô đây, vô đây. À, vô. À, vô đây. Vô. À, Siêu à. Siêu. Dạ. Còn mồi không đem lên đi. À, đứng lại. Đi đâu à? Ngồi xuống đây biểu à. Đứng đó làm gì? Kêu mày đứng ở đây hả? Đi qua đây cho tao. Ngồi xuống đây. Ngồi đây. Ngồi đây. Làm gì vậy? Buông tôi ra. Tự nhiên buông tôi ra. Tránh xuống. Giam và đưa ra xét xử. Dạ, cảm ơn chú nhiều lắm. Về nhà tôi sẽ dạy cháu lại. Ngoài những biện pháp răn đe, cải tạo không giam giữ đối với những thành phần thanh niên có chiều hướng hư hỏng. Dạ. Thì quan trọng nhất, gia đình phải có biện pháp giáo dục con em mình tốt hơn. Dạ, tôi biết. Nhưng vì hoàn cảnh mẹ một nơi con một ngã, nó học xong đại học ấy, thì nhất quyết không chịu về quê, đòi ở lại Sài Gòn để làm việc. Vì vậy, thời gian gần gũi con tôi rất là ít, cho nên tôi không quản được nó. Mời bà ký vào đây. Dạ. Cậu vào đưa cậu Do Hiếu ra đây. Dạ. Tôi thấy nhân thân cậu ta rất tốt, cũng tốt nghiệp đại học, nhưng sao cậu ấy lại rơi vào những tệ nạn này? Đua xe, nhậu nhẹt rồi đánh nhau nữa. Tuổi trẻ bây giờ háo thắng, đua đòi với bạn bè mới hư hỏng như vậy. Tôi xin hứa với chú, tôi sẽ cố gắng khuyên nó tránh xa đám bạn này. Má, bây giờ mẹ cậu bảo lãnh cậu ra, nhưng tôi nói với bà rồi, nếu như cậu còn tái phạm lần nữa, tôi sẽ không nương tay với cậu đâu, biết chưa? Dạ. Tôi cảm ơn chú đã cho con tôi cơ hội. Xin phép cho tôi đưa cháu về. Được rồi, bà có thể về. Dạ, cảm ơn chú. Chào bà. Thôi, tôi về đi. Dạ. Trời đất ơi, sao vậy nè? Trời ơi, ở đâu ra mấy cái này vậy con? Sao mà... Thì của bạn gái con. Trời đất ơi, con đem con gái vô nhà ở luôn. Má cổ hủ quá má ơi. Giờ trai gái tụi con sống chung với nhau chuyện bình thường có gì đâu. Trời đất ơi. Em. Ủa, ai vậy anh? Tôi là mẹ đẻ của thằng này nè. Trời ơi, con gái nhà ai mà táo tợn như vậy?
Chưa cưới chưa hỏi mà dám tới đây ở với con trai của tôi. Dạ con chào bác. Hết nói rồi. Tôi yêu cầu cô ra khỏi nhà của tôi ngay lập tức. Khoan đã. Đây nè. Chú cho tôi hỏi ra chợ Bến Thành đi đường nào chú? À con đi đường này nè, trái xíu gặp đèn đỏ, không phải đi cái chợ đó. Dạ. Đi đi không biết hỏi tiếp ta chỉ cho. Dạ. À, đi cẩn thận những túi à. Dạ cảm ơn chú. À. Chị ơi, dạ ăn miếng cháo đi chị. Chị ơi, chị à, con xíu nhà tôi nó đâu rồi hả chị? Làm sao tôi biết chị, không chừng bà Chính bán nó qua Trung Quốc rồi. Bà Chính giờ bà trốn đi đâu mất rồi. Tôi biết bà ở đâu mà tìm. Tôi đi bán vé số khắp Sài Gòn là để tìm con. Mà 2 năm rồi tôi không tìm thấy được nó. Nhưng mà chị phải ráng ăn để lấy lại sức khỏe, chờ ngày nó về còn gặp nó nữa chứ. Đúng rồi, đúng rồi, tôi phải ăn để chờ con xíu nó về. Ừ, ăn đi.
Như có người bên kia. Vô ngó thử coi. Cô ơi, cô ơi, cô em về đi. Xíu nó về, nói với nó tôi đã đi tìm nó. Má ơi, má ơi. Kìa, con xíu nó về kìa. Má ơi, con, má ơi, con về với má rồi nè má. May quá con đã về kịp. Con về với má rồi nè má. Xíu. Dạ. Sao con tàn tạ quá vậy? Sao con bỏ má đi lâu quá vậy? Má ơi, con bị người ta bán sang Trung Quốc
Lẽ ra là con chết rồi, nhưng mà con chạy trốn được. Con về với má rồi nè má. Tội nghiệp cho con gái tôi. Siêu à. Dạ. Má chỉ sợ má không qua khỏi. Má ơi, má ơi, má đừng nói vậy mà má. Má ơi, má phải sống với con chứ má. Má ơi. Con nghe má nói nè. Dạ. Má có sự thật này muốn nói cho con biết. Dạ. Má không phải là má ruột của con. Má, sao má nói như vậy? Tại sao má không phải là má ruột của con chứ? Con cầm cái này đi. Con giữ nó cẩn thận. Đây là kỷ vật của con, kỷ vật duy nhất mà má đã gặp con trên đường. Ngoan đi con. Nè, mày làm gì mày đứng đây? Tôi đi bán, không thấy tôi đi bán hả? Có tiền đưa tao mua rượu uống coi. Từ sáng tới giờ bán không có được, còn cả đống này ông thấy hả? À? Ông chờ tôi chút xíu nữa đi. Mày không đưa tiền tao hết, tao giết chết mày. Mày đưa tiền đây. Con đói bụng rồi phải không? À, bú sữa nha. Đây nè. Ngoan đi con. Bú đi. Nín đi con. Thôi nè, để má ẵm con đi ha. Ẵm con đi nha. Con ngoan nha. Vậy là má đã đưa con về quê. Coi như là ông trời đã cho má một đứa con để hủ hỷ sớm hôm. Vậy mà má đã không lo được cho con. Má, dù má không phải là má ruột của con, nhưng mà con vẫn thương má. Má ơi, má đừng có bỏ con mà má. Con thương má nhiều lắm. Má đã giữ kỷ vật này thật là cẩn thận. Bây giờ con cầm lấy, có thể ba má con sẽ nhận ra con. Nhờ kỷ vật này, con hãy đi, đi tìm họ. Má ơi, má sao vậy má? Má ơi, má đừng làm con sợ mà má. Má ơi. Sẽ lên Sài Gòn để kiếm sống. Khi nào con có thật nhiều tiền, con sẽ xây cho má một ngôi mộ đàng hoàng. Má phù hộ cho con tìm được ba má ruột của con nha má. Thank you.
Hình gớm. Lavabo gì mà dơ vậy? Mày dọn nhanh đi. Chờ tôi một chút. Tao nói là mày dọn chỗ này đi, để cho tụi tao còn mách khắp nữa. Tôi đã nói là chờ tôi một chút, tôi đang làm dở tay mà. Hả? Tao nói mày làm là mày phải làm liền. Thôi đi chị. Chờ gì hả mày? Mày nên nhớ, mày chỉ là một con chà toilet ở đây, không có quyền lên tiếng với tao. Thôi mà chị Châu, người ta mới vô làm có biết cái gì đâu. Tụi tôi cần chỗ sạch sẽ để trang điểm, chứ cố gắng làm để khỏi bị la. Ê, khách khứa đàn đồng, bu vô đây làm cái gì vậy hả? Dạ, tụi con chỉ vô đây chỉnh trang thôi mà má. Nhưng mà má nhìn kìa, dơ quá trời à. Mà con kia con quỷ cái này nè, nó dọn mà nó không chịu dọn gì hết trơn á. Rồi mày kiếm chuyện đánh nó, có đúng không? Dạ đâu có đâu má, thì con chỉ dạy cho nó một bài học thôi mà. Ê, con kia, ở đây chỉ có một mình tao có quyền dạy dỗ mọi người thôi, mày biết chưa? Hả? Hay mày tính ngồi lên là má tao? Dạ, con đâu có dám đâu má. Ra ngoài hết cho tao. Dạ. Dạ. Nhanh lên, ra. Để má coi coi. Trời, mấy con quỷ này, nó đánh con có đau không? Má nói với con rồi, sao con không chịu nghe lời má gì hết trơn vậy? Con nhìn đi, tụi nó kìa, con có thua gì tụi nó đâu. Con lên đồ còn tươi hơn tụi nó nhiều. Má nói thiệt nha, bây giờ con chỉ cần lên đồ ra ngoài đó tiếp khách cho má thôi, vừa nhiều tiền nè, mà má còn bảo vệ cho con được. Mà tuyệt đối không có đứa nào dám đụng tới con hết. Con không làm đâu má. Con thà chùi rửa toilet kiếm tiền sống qua ngày, con không làm như họ. Con không muốn tiếp khách. Con gái, má thương con, má muốn con có cuộc sống tốt hơn. Con nghĩ đi, con làm ở đây gần một năm rồi, lương thì rẻ bèo, có được gì đâu. Mà còn bị tụi nó ức hiếp nữa. Mà đâu phải lần đầu tiên tụi nó ức hiếp con đâu, đúng không? Dài ba bữa là tụi nó kiếm chuyện với con hả? Con nghĩ lại đi, con vừa đẹp vừa giỏi vậy nè, mà sao con lại chịu thiệt thòi như vậy, đúng không? À, nè, con bỏ cái tên cũ đó đi. Xíu. Trời đất ơi, cái tên nghe nhà quê dễ sợ luôn á, không thể nào mà giới thiệu cho khách được hết. Để má đặt cho con cái tên mới nha. Chiêu Dương. À, Chiêu Dương. Nè, con nhớ nha, sau này con sẽ tên là Chiêu Dương. Nghe chưa? Con ngoan của má. Chiêu Dương, cái tên cũng đâu phải là cái quan trọng.
hồn. Dạ.